Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mời các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã nhảy ship mùa hậu trên trang của Amazon. Hôm nay kiện hàng nó đã về tới văn phòng của ship.vn tại Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, ship.vn có quay lại. Cho bạn nào quan tâm tới cái mẫu đồng hồ này, các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế, kèm theo những cái kinh nghiệm chia sẻ về cách chọn size đồng hồ của ship.vn. Đây là cái kênh thông lạc của chúng tôi. Đây là cái bar bên ngoài của Amazon, logo của Amazon. Đây là cái biểu tượng từ A sang Z. Amazon nó đi từ chữ A sang chữ Z là chứng tỏ logo Amazon, và họ giải thích là họ đảm bảo dịch vụ từ A tới Z cho khách hàng luôn. Đây là the here để open, tức là xé chỗ này. Ở Mỹ người ta vận chuyển nó rất là đơn giản, cái bóc các bạn thấy nó chỉ bao một cái giấy dầu bên ngoài. Tuy nhiên cái túi này nó có cái hệ chống sốc, những cái giống như có những cái túi cái họ cái bọt, nó gọi là cái gì ta, cái bọt khí á, nó chống sốc. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra kiểm tra. Đây nè các bạn thấy, à nó không phải là những bọt khí mà là Amazon họ đệm thêm những cái lớp mút nhỏ vô. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, bên trong là chiếc bóc của Invicta, chiếc bóc rất là nhẹ, tầm trên tay nó chỉ khoảng tầm 200g thôi. Đây có cái cần kế bên để chúng tôi cần luôn. Chiếc bóc này nó chỉ có 189g. Về thương hiệu Invicta, đây là cái thương hiệu của Mỹ. Thương hiệu này họ lấy một cái triết lý là họ muốn sản xuất cho những cái chiếc đồng hồ có độ hoàn thiện rất là tốt, tuy nhiên với một cái mức giá rất là phải chăng. Đó. Về thương hiệu này chúng tôi thấy có một đặc trưng là họ có thiết kế rất là nhiều thiết kế. Hình như là trên Yumashop họ nhập lên tới, có những thời điểm lên tới gần 2.000 mẫu đồng hồ. Đó, nó rất là nhiều mẫu thiết kế. Thường thường những hãng đồng hồ khác họ chỉ có khoảng tầm 100 đến 200 mẫu thôi. Có một số hãng chỉ có bên Yumashop họ nhập chỉ có khoảng tầm không tới 100 mẫu nữa. Game Tissot là thấy khá là nhiều, cũng có tối đa tầm 400 mẫu. Còn Invicta này trên dương website của Yumashop họ nhập lên tới gần 2.000 mẫu. Đây là chiếc bóc màu vàng. Hãng này họ lấy cái tông màu rất là nổi bật. Đây là cái màu vàng. Còn đây là cái nhãn của Yumashop họ dán lên. Bên ngoài nó có tên thương hiệu Invicta nè. Và Lacdeo, tức là mặt số đồng hồ màu đen. Men là dành cho nam, watch là đồng hồ. Hãng này họ niêm yết giá là $495. Cái giá này ví dụ bán ở đường Nguyễn Huệ của Việt Nam, hoặc là bán ở những vị trí đắc địa như là New York nè, hoặc là bán ở cái miếng đất mà mới đấu giá 2.4 tỷ một mét vuông á, thì bán ở những vị trí đó thì bán với cái giá $495 này thì mới phù hợp. Tuy nhiên bên Yumashop họ bán trực tuyến á, nên họ giảm giá rất là tốt. Mức cái chiếc đồng hồ này có giá chưa tới $100. Đây. Bên trong nó có một túi hút ẩm nè. Cái túi hút ẩm này nó rất là có tác dụng đối với những chiếc đồng hồ mạ. Những chiếc đồng hồ mạ nó rất là dễ bị ra tan khi mà để ẩm ướt. Bên trong bên dưới nó có quyển sổ nhỏ của Invicta là giới thiệu về cái limited warranty, tức là cái chính sách bảo hành và cái thông tin hướng dẫn sử dụng. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Nó được cố định bên trong một cái chiếc gói màu trắng. Chiếc đồng hồ chúng ta vẫn còn nguyên siêu trên mặt nè. Đây là chiếc đồng hồ bằng dây da. Dây ở đây chúng ta cầm cảm giác nó khá là cứng. Rất là cứng luôn. Da, đa số các hãng sản xuất đồng hồ họ sử dụng cái mặt sau là cái lớp hút ẩm nè. Cái lớp hút ẩm này nó rất là mau mục. Có một số đồng hồ mới nhập về, có thể là bên Mỹ để trong kho lâu á, mới nhập về mà nó đã nứt và nó gần mục luôn rồi. Đó, cái dây này cảm giác nó rất là cứng. Hiện tại là một số mẫu đồng hồ mà nhập sẵn á, hoặc là những cái mẫu đồng hồ mà nó có giá sẵn trên website của ship.vn, khi mà các bạn đặt nó được tặng kèm một bộ dây da để các bạn dự phòng có thể thay thế. Cái này nó hơi bị khó tháo tẩy nên chúng tôi giữ nguyên luôn, khỏi tháo nha. Thì chúng tôi sẽ kiểm tra cái phần mặt số thôi, tháo tạm lớp siêu này ra. Cái chiếc đồng hồ này chúng ta là nó, đầu tiên là chúng ta xem này, nó có cái tông màu chủ đạo là màu đen. Cái điểm nổi bật thứ hai là nó có ba cái mặt số nhỏ nè, rất là được sơn màu trắng.
nổi bật trên cái nền mặt sống màu đen. Thứ ba là nó có ba cái núm bên đây. Đây là ba cái núm bóng giày thể thao. Núm này trong tiếng Anh nó có tên là Jordan. Đó, cái điểm tiếp theo là những cái cọc số, các bạn thấy những cọc kim loại khi mà các bạn nhìn thẳng á, thì nó bị hòa lẫn vào luôn, hòa lẫn vào cái mặt số màu đen, nhất là trong ban đêm. Còn khi mà các bạn nhìn đúng góc nghiêng của nó đó, thì những cọc số này nó sẽ sáng lên. Đó. Rồi vậy, màu đen này nó có mang lại cái sự huyền bí đó. Tuy nhiên khi mà các bạn nhìn đúng góc của nó đó, những cọc số nó sẽ sáng lên rất là đẹp. Logo thì đặt ở góc 12 giờ. Cọc số là dạng vạch và nó có mũi nhọn ở phần trong. Ở góc 12 giờ đây là cái góc đặc biệt nên cọc số nó có dạng là hai vạch. Ở vòng ngoài là những cái chấm tròn là những cái vạch chia dây. Lịch ngày được dời xuống góc 4 và 5 giờ để nhường vị trí cho cái sập đều theo dõi ở mức 24 tiếng này. Còn đây là cái sập đều theo dõi ở mức 60 giây. Còn cái đây là 60, ở trên đây là 60 phút, ở trên đây là 60 giây. Kim dây là kim bự, còn kim Jorap đây là chắc là khả năng là kim nhỏ. Đó, kim bấm xong là kim Jorap nó chạy nè. Ta bấm lần nữa là kim Jorap đứng. Một số mẫu đồng hồ các hãng sản xuất họ thiết kế ngược lại nha, cái kim bự là kim Jorap, còn kim dây là kim nhỏ. Tuy nhiên chiếc đồng hồ này kim dây là vẫn là cái kim bự truyền thống. Bấm tiếp lên cái nữa là cái kim Jorap nhỏ nhỏ nó chạy nè. Đó, bấm cái nữa là nó dừng. Nút dưới đây là nút reset nè, bấm cái nữa cái nút Jorap nó chạy về mức 0 giờ. Đó. Một số trường hợp là cái kim Jorap nó bị lệch, nó không đứng ở góc 0 giờ. Thì chúng tôi với Ship Nhâm Bèn cũng đã làm một cái video hướng dẫn chỉnh cho cái kim Jorap về mức 0 giờ đối với những đồng hồ mà bị lệch kim. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bên hông. Mặt số chúng ta thấy tất cả đều kê, không có bụi bên trong. Thỉnh thoảng có một số chiếc đồng hồ vẫn có bụi bên trong. Đó. Bên hông là các bạn thấy là không có một cái vết xước dâm hết. Ở đây còn siêu luôn nè, bên đây cũng còn siêu. Bên hông thì được đánh bóng, nấm chỉnh thì làm kiểu hình vương miện. Cái hình vương miện này nhìn nó đẹp hơn là những cái nấm chỉnh mà là làm kiểu bình thường. Đó. Thường thường những cái đường cong mà nó sẽ khó chế tác hơn so với những cái đường thẳng. Nấm vương miện này nhìn nó rất là sang trọng và cầu kỳ. Đây, bên hông đây thì được bên hãng họ dán một lớp siêu lên rồi để bảo vệ khỏi bị xước châm hoặc là chì xước. Chiếc đồng hồ này trên vành benzen, tất cả khung vỏ đều được đánh bóng hết. Nó mang lại nét sang trọng và thời trang cho chiếc đồng hồ. Còn đây là phần mặt sau. Mặt sau nó có, các bạn vừa nhìn vào đã thấy cái logo của Invicta rất là nổi bật, hình cánh chim. Giữa là cái chữ Y. Cái hãng này nó giống với cái hãng gì ta, Victorinox cũng dùng cái cánh chim, ở giữa là cái dấu cộng. Đó. Longines cũng dùng cái cánh chim, ở giữa là hình cái chiếc đồng hồ cát. Còn đây là Invicta, ở giữa là cái chữ Y. Stainless Steel nè, Japan Movement, tức là hãng này họ đầu tư về thiết kế thôi. Còn máy thì họ mua cái máy của bên Nhật Bản, họ gắn vào Water Resistant, tại vì Nhật Bản rất nổi tiếng về việc sản xuất máy và có chất lượng cao. Water Resistant 50m, 50m thì theo tiêu chuẩn ISO 2281 chúng ta có thể sử dụng như những hoạt động như là đi câu cá, những hoạt động mà tiếp xúc ở những cái tia nước nhẹ thôi. Đó. Model, đây là cái model No nè, đây là cái mã sản phẩm. Còn phần mặt sau là hết rồi. Ở trong trung tâm thì nó được đánh nhám, ở vòng ngoài được đánh bóng nè. Đó. Phần dây là dây nó ghi là Chinese Leather, chắc là da bò ha. Da bò nó dán một cái lớp vân cá sấu lên nè. Đây là một cái lớp vân công nghiệp nha, chứ không phải là cá sấu thật. Nó sản xuất một cái vân công nghiệp á, sản xuất bằng máy sản xuất hàng loạt, sau đó người ta sẽ cắt, người ta dán lên để nó mang lại cái vân cá sấu nhìn cho nó ngầu thôi, chứ thật sự cái này là cái giả vân cá sấu. Invicta này, logo Invicta xem cái. Invicta này họ sử dụng cái hiệu ứng Masado nè, tức là các bạn thấy phía dưới những cái chân chữ nó bị hơi mờ một chút. Đây là logo, vẫn là cánh chim một cái chữ Y. Cái khóa này, khóa cũng có logo, khóa đây là dập khắc chìm cái logo lên cái khóa luôn, khóa được đánh bóng. Mặt sau khóa thì nó nhìn nó hơi thô một chút. Đó. Đây là theo tag. Trên thẻ tag nó có mã sản phẩm là IBE29866 Invicta. Phía trước là logo. Đó là tất cả những cái góc quay trong quá trình kiểm tra, các bạn thấy là tất cả đều còn nguyên siêu, mới 100%, không có bị lỗi cấn mớp hay là chày xước, xước dâm gì hết. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.